Ngày hôm nay đây trôi qua mất cơ hội xa. Thành tâm con cầu xin Ngài vui giúp con được sống khôn ngoan, tận trung tận hiến cho Chúa, cùng yêu mến người luôn, kính dâng lời hát chúc tôn Ngài luôn. Hôm nay con dâng Ngài tuổi xuân tài trí của con, mỗi giây phút con sống đây Chúa ban diệu kỳ trong ơn yêu thương Ngài. Kính dâng đời sống con đây, quyết đi theo Ngài, lòng con xin công đổi thay. Khi tôi tới Chúa thì đi với tôi xin dâng lời. Ôi lạy Chúa là Cha của chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa mỗi buổi sáng lại mới luôn, sự thành tín của Ngài rất là lớn lắm đối với chúng con. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài vì sự tốt lành của Ngài, của Chúa ngày hôm nay, vì sự sống của Ngài, của Chúa ơi cho chúng con ngày hôm nay. Của Chúa vì sự phước hạnh dư dật của Ngài, của Chúa chúng con cho chúng con ngày hôm nay. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa. Của Chúa ơi, chúng con trong đời Đức Giê-hô-va chúng con chắc được sức mới, có cánh bay cao như chim ưng chạy mà không được nhọc, đi mà không mệt mỏi. Ôi Chúa ơi, trong thời điểm như thế này, Chúa ơi, không phải chúng con không có nhờ sức riêng của chúng con không có nhờ sự khôn ngoan riêng của chúng con, không, chúng con không có nhờ kế hoạch và chương trình riêng của chúng con. Bằng là chúng con, ôi Chúa ơi, xin, ôi Chúa ơi, từ nơi Ngài, xin Thánh Linh của Ngài, ôi Chúa ơi, đổ đầy chúng con bằng quyền năng của Ngài, bằng tình yêu thương của Ngài, dẫn dắt chúng con để chúng con bước đi của Chúa trong thời điểm như thế này của Chúa bằng sức của Ngài. Chúa ơi, Ngài nói với của Chúa ơi chúng con rằng, ôi Chúa ơi, Ngài đã dựng nên các đầu cùng đất chẳng mỏi và chẳng mệt, và sự khôn ngoan Ngài không bao giờ của Chúa ơi, của Chúa ơi, sự khôn ngoan Ngài không bao giờ của Chúa ơi thế nào mà dò được của Chúa ơi. Bèn là Chúa ơi, sự khôn ngoan của Ngài, năng lực của Ngài để chúng con hầu việc Chúa, dù tuổi tác chúng con có thể lớn nhưng mà sức lực của Chúa trong lòng chúng con, chúng con luôn luôn của Chúa ơi và được khỏe mạnh để chúng con như vườn năng tưới và chúng con như nước suối chẳng hề khô vậy. Của Chúa hầu qua đời sống của chúng con và xây dựng lại những nơi đổ nát của Chúa ngày xưa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, chúng con là người xây dựng của Chúa ơi vương quốc của Ngài. Và của Chúa ơi, chúng con là người của Chúa ơi mở cái cánh cửa của Chúa ơi rao giảng phúc âm của Ngài. Chúa ơi, xin Ngài đổ đầy chúng con tình yêu của Ngài, quyền năng của Ngài. Của Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Buổi sáng ngày hôm nay nữa, chúng con hạ lòng xuống và chúng con xin dẫn Thánh Linh của Ngài dẫn dắt chúng con, đó là bằng lời của Ngài. Lời của Chúa là như ôi Chúa ơi, ánh sáng cho đường lối của chúng con. Và ôi Chúa ơi, để chúng con bước đi trong lời của Ngài. Ôi Chúa ơi, dù chúng con có thể, ôi Chúa ơi, khờ dại nhưng mà không bao giờ lạc đường, vì có Thánh Linh của Ngài dẫn dắt chúng con, vì có lời của Ngài dẫn dắt chúng con. Chúa ơi, để chúng con biết đâu là, ôi Chúa ơi, kế hoạch của Ngài, biết đâu là chương trình của Ngài, biết đâu là ý định của Ngài cho chúng con buổi sáng ngày hôm nay. Chúa, chúng con tạ ơn Chúa, chúng con dâng tấm lòng của chúng con và hết thảy tôi tớ của Chúa trong bàn tay của Chúa, xin Ngài dẫn dắt chúng con theo ý muốn của Ngài. Chúng con hết lòng cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Hôm nay, mục sư Giao Quy sẽ hướng dẫn chúng ta vào lời của Đức Chúa Trời. Trân trọng kính mời mục sư Giao Quy. Lời đầu tiên là gửi lời thăm chào hết thảy quý vị mục sư tổng hội, mục sư giáo hạt khắp mọi miền, buổi sáng tốt lành. Cảm ơn Chúa được cơ hội học hỏi lời Chúa và được học hỏi với ban lãnh đạo cũng như các giáo sư trong hội thánh. Sáng hôm nay con được phép được chia sẻ những gì học từ chính mình Chúa bấy nhiêu, và cũng cần sự khích lệ giúp đỡ từ những vị đi trước. Và cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay. Xin chào hết thảy tất cả các vị mục sư cũng có mặt trong phòng trên màn hình nhỏ.
Và buổi sáng hôm nay con có một ít lời của Chúa để cùng học chung được chép trong Hebrew đoạn 3. Hebrew đoạn 3 từ câu số 7 đến câu số 19. Buổi sáng hôm nay, quý vị, tôi tới Chúa, đặc biệt là bạn lãnh đạo. Buổi sáng hôm nay, con được phép chia sẻ về những gì mà Chúa đã dạy dỗ trong những ngày qua. Và đặc biệt, phân đoạn từ câu số 7 cho tới đoạn 4, cho tới câu 8, câu số 8, thì cũng kết thuật lại và sự nhấn mạnh nhiều nhất trong phân đoạn này đó là ngày hôm nay, ngày nay. Và chủ đề mà tôi cũng xin được phép chia sẻ đó là ngày hôm nay. Câu trích dẫn trong Thi Thiên 95, câu 7 đến 11, tóm lại câu chuyện chẳng mới vẻ của dân Israel trong thời gian mà Môi-se lãnh đạo trong đồng phán. Và có ba giai đoạn được ám chỉ về giai đoạn xuất Ai Cập và giai đoạn tác giả Thi Thiên. Và sáng nay chúng ta học về giai đoạn của thơ Hebrew được soạn thảo. Tác giả Thi Thiên dùng thí dụ dân Israel dưới thời lãnh đạo của Môi-se để cảnh báo người Israel trong thời ông đừng vô tín, bất tôn mạng lệnh của Thượng Đế. Cũng tương tự, tác giả Hebrew ứng dụng lời cảnh báo của tác giả Thi Thiên cho những bức thư này. Và buổi sáng hôm nay, lời cảnh báo này càng được ứng dụng cho ngày hôm nay. Chính vì sự không vâng phục và không tin cậy của dân Do Thái đã ngăn họ, cho họ không hưởng những phước của Chúa mà đáng lẽ họ phải có. Và dân Israel trở nên lòng cứng lòng, bất tuân mệnh lệnh của Đức Chúa Trời trong việc chinh phục đất hứa, hay còn gọi cách khác đó là sự nổi loạn. Và ngày hôm nay, sáng hôm nay Chúa cũng dạy dỗ tôi và quý vị cùng lắng nghe, đó là hãy cẩn thận vâng lời Đức Chúa Trời, đừng để cho lòng chúng ta trở nên cứng cỏi. Và điều mà tác giả Hebrew nói câu số 12 với chính tộc ông rằng hãy coi chừng kẻo anh em lại tỏ ra bất tuân và không tin cậy Chúa đến nỗi mất những phước hạnh dành cho mình như tổ tiên xưa kia. Ông đưa ra một kết luận trong khi còn có thì giờ, trong khi anh em còn có thể nói ngày nay, thì hãy đặt lòng tin cậy và vâng phục Chúa. Dĩ nhiên, cái chữ ngày nay đối với mỗi một cá nhân chúng ta là khi chúng ta còn sống. Vậy điều tác giả đang nói trong khi anh em có dịp tiện, trong khi anh em còn sống, hãy đặt lòng tin cậy nơi Chúa và thuận phục Ngài. Hãy trao cho Ngài trước khi còn gọi là ngày nay. Thưa quý vị hội thánh của Chúa, chúng ta thấy những lời cảnh báo nghiêm trọng ở đây. Đó là Đức Chúa Trời dành cho con người chúng ta rất nhiều cơ hội, nhưng mà buổi sáng chúng ta sẽ học đó là Đức Chúa Trời dành cho con người một cơ hội, cũng như Ngài đã dành cho dân Do Thái những phước hạnh của đất hứa, thì Ngài dành cho mọi người những phước hạnh của một đời sống vô cùng tốt hơn đời sống này. Một đời sống mà con người không thể có nếu ngoài Ngài. Và đó là lý do mà mỗi một chúng ta cùng lắng nghe lời Chúa được kết thuật trong Giăng đoạn 15 câu số 5. Chúa nói ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta ở và ta trong họ thì sanh ra lắm trái. Vì ngoài ta các ngươi chẳng làm chi được. Và buổi sáng hôm nay để nhận được những phước hạnh của Chúa, ta cần phải học hai điều mà Chúa muốn dạy dỗ. Chúng ta cần phải có lòng tin cậy, phải tin những gì Chúa nói là chân thật, phải sẵn sàng buộc chặt đời sống chúng ta vào những lời hứa của Ngài. Và điều kế tiếp đó là chúng ta cần phải vâng phục. Một điều mà chúng ta được nghe, được hiểu, như một bác sĩ nói với chúng ta là tôi có thể chữa trị cho anh nếu anh tuyệt đối vâng theo lời chỉ dẫn của tôi. Hoặc là ví như một giáo sư nói thầy có thể khiến con nên người hiểu biết nếu con tuyệt đối vâng theo lời chỉ dạy của thầy. Như một người huấn luyện viên nói với lực sĩ, tôi có thể làm anh trở nên một tay vô địch nếu anh không bao giờ phá bỏ những kỷ luật tôi đưa ra. Trong bất cứ
cứ lĩnh vực nào của đời sống, muốn thành công thì phải tuân thủ những chỉ bảo của người hướng dẫn chuyên môn. Và cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng ta có thể nói Đức Chúa Trời là chuyên gia trong cuộc sống, và phước hạnh đích thực của đời sống tùy thuộc vào sự vâng phục của mỗi một chúng ta đối với chính mình Ngài. Và cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay chúng ta học về cái ân huệ của Chúa, sự nhân từ của Ngài và mọi phước hạnh của Ngài. Và chúng ta cũng đừng để quên việc Ngài làm cho chúng ta cũng có một giới hạn. Tuy tình yêu của Chúa là vô hạn, nhưng mà chúng ta học về cái giới hạn, đó là giới hạn của đời sống của mỗi một chúng ta. Chúng ta chỉ có giới hạn, và chúng ta không bao giờ biết được khi nào giới hạn đó sẽ đến. Chúng ta sẽ dễ nói những công việc, những chương trình, những kế hoạch mà Chúa đã đặt để trên mỗi tâm lòng quý vị và tôi. Chúng ta thường dễ nói để ngày mai, để khoảng thời gian chúng ta sẽ hẹn vào những thì giờ sắp tới, hoặc là vào ngày mai, ngày mốt. Nhưng đối với chúng ta, ngày mai đôi khi chúng ta sẽ không biết nó sẽ ra như thế nào. Tất cả chúng ta có thể có đó là ngày hôm nay. Và cảm ơn Chúa, Chúa muốn dạy dỗ về điều quan trọng, đó là ngày hôm nay. Có người nói chúng ta phải sống như mỗi ngày, cả cuộc sống. Và cơ hội Chúa ban đó là sự tiếp nhận. Và cơ hội cho mỗi một chúng ta đó là việc bằng việc tiếp nhận. Và việc tiếp nhận cũng khác gì giống như là việc lắng nghe. Trước khi chúng ta có đời sống đức tin được kỹ thuật như câu chuyện của Abraham, và rất nhiều câu kinh thánh được kỹ thuật về cái đức tin, và chúng ta học được đời sống mỗi một chúng ta trước khi chúng ta có đức tin, thì điều đầu tiên vẫn là việc lắng nghe. Đức tin chúng ta có, trước khi chúng ta có một cái đức tin thì điều đầu tiên vẫn là có việc lắng nghe. Điều đầu tiên là việc lắng nghe. Chúng ta lắng nghe điều gì trong thời điểm, đặc biệt là trong thời hoạn nạn đang xảy ra trên cả nước, trên cả thế giới. Và đặc biệt dân sự của Chúa, họ sẽ lắng nghe rất nhiều điều xung quanh. Và bão tố ngày hôm nay đó là những dịch lệ đói kém, và những dịch lệ nó xảy ra hoàn hành. Không những chỉ dành những dân thành phố, họ nắm bắt những tin tức báo chí. Và ngày hôm nay vùng miền, đặc biệt những vùng miền cao, họ cũng tiếp cận với công nghệ thông tin hàng ngày. Và ngày hôm nay dân sự của Chúa họ sẽ nghe nhiều điều xung quanh, và đặc biệt những công việc trong thế gian này, có thể nói những bão tố nó xảy đến và nó làm cho đôi tai dân sự của Chúa nghe vào những chuyện của thế gian. Và khi chúng ta thấy họ nghe những chuyện trong thế gian và họ có một sự bất an, và cảm ơn Chúa, Ngài đã sử dụng hết thảy tôi tớ Chúa, ông dân của Ngài, đặc biệt những vị lãnh đạo đang trong phòng màn hình nhỏ này, là những người sẽ đến và tư vấn, sẽ dùng lời của Chúa. Và chúng ta thì sẽ nghe những điều gì trong buổi sáng hôm nay, và mọi lúc, mọi khi. Và cảm ơn Chúa, mỗi một chúng ta được nghe đó là lời của Chúa. Và đặc biệt trong suốt hơn 2 tháng, có thể là 3 tháng, chúng ta được nghe, lắng nghe sự học hỏi chung ở trong phòng Zoom này. Và điều quan trọng buổi sáng hôm nay, mỗi một chúng ta vẫn cần đến cái sự lắng nghe. Cái sự lắng nghe, đôi khi chúng ta đến với những người chưa biết về Chúa, chúng ta sẽ đưa những câu kinh thánh này, chúng ta dạy dỗ họ đang khi có cơ hội ngay thì giờ này. Nhưng mà chúng ta là những người luôn luôn lắng nghe. Và điều chúng ta nghe hôm nay đó là tiếng phán của Chúa. Chúng ta cũng biết những thông tin trong thế giới ngày hôm nay sẽ ra. Và khi chúng ta biết điều đó, chúng ta sẽ nhớ rằng lời của Chúa đã được ứng nghiệm. Và điều mà chúng ta học được sáng hôm nay đó là chúng ta luôn luôn lắng nghe tiếng phán của Chúa trên mỗi tâm lòng chúng ta. Nếu chúng ta không nghe tiếng phán của Chúa thì làm sao chúng ta có thể đến để thích lệ, tư vấn hoặc là dạy dỗ dân sự của Chúa đang khi họ nổi loạn, đang khi họ bất an, đang khi họ nghe những điều xung quanh mà họ không nghe tiếng phán của Chúa. Và cảm ơn Chúa, Ngài đã sử dụng trên hết thảy mỗi một chúng ta là những người được lắng nghe lời của Chúa một cách êm dịu, nhẹ nhàng, được phán trong lòng.
Và những lời đó luôn luôn đem sự khích lệ, một cái đức tin chúng ta phải được hành động. Và khi chúng ta nghe được những gì mà Chúa phán với mỗi một chúng ta còn đến và ban những điều đó, đưa ra cho dân sự của Chúa cùng lắng nghe lời phán của chính mình Chúa. Và buổi sáng hôm nay, cái ơn huệ của Chúa, sự nhân từ của Ngài, mọi phước hạnh của Ngài, đừng quên các việc Ngài làm cho chúng ta đôi khi cũng có giới hạn. Và chính giới hạn đó là cuộc sống của mỗi một chúng ta. Và ngày hôm nay, sáng hôm nay chúng ta học được cơ hội Chúa ban, thì chúng ta phải tiếp nhận. Và sự tiếp nhận ngày hôm nay hoặc là cái việc lắng nghe lời của Chúa, nó rất là nhiều khía cạnh. Có người sẽ Chúa sẽ sử dụng bằng cái chiếc chim bao, có người sự nhìn thấy sự mặc thải, và có người đang khi cầu nguyện với Chúa, Chúa thải thị hoặc mặc thải một cách trực tiếp. Tôi thường lắng nghe những vị lãnh đạo đi trước, như câu chuyện của một sư Đức thường kể, khi mà Chúa đã mặc thải, Chúa đã phán với ông, Chúa sẽ sử dụng đời sống của mục sư. Và khi Chúa đã phán như vậy, mục sư đã lắng nghe. Và khi lắng nghe như vậy, sự thôi thúc, sự thúc giục từ chính mình Chúa trong lòng của mục sư. Và mục sư có một cái tấm lòng cơ mang cho hết đồng bào và đặc biệt các sắc tộc ở vùng miền cao. Và điều đầu tiên trước khi mà mục sư có một cái đức tin hay là một cái hành động vâng lời Chúa, thì điều đầu tiên ông cũng được lắng nghe từ chính mình Chúa. Và trong những thời gian vừa rồi chúng ta học về câu chuyện của Joseph, ông cũng lắng nghe bằng cách Chúa ban cho ông một cái thải tượng, một cái chiếm bao. Và cảm ơn Chúa buổi sáng hôm nay, cơ hội cho mỗi một chúng ta, cái việc lắng nghe nó nhiều khía cạnh khác nhau. Và đặc biệt chúng ta được lắng nghe lời của Chúa phán trên mỗi một tấm lòng chúng ta một cách êm dịu. Và chính vì sự lời phán êm dịu như là một cái hơi thở chúng ta hít thở ngày hôm nay. Và đó là những điều mà chúng ta nhận lời. Một cái sự an ủi đầu tiên vẫn là tấm lòng chúng ta trước tiên. Nếu chúng ta bất an, làm sao chúng ta có thể dẫn dạy về sự bình an cho dân sự của Chúa? Và buổi sáng hôm nay Chúa dạy bản thân tôi rằng tôi phải nhận sự đáp ứng và sự phán dạy của chính mình Ngài trên tấm lòng của mỗi một chúng ta. Và khi lời của Chúa được phán vào tấm lòng của mỗi một chúng ta có một sự bình an. Và đời sống của chúng ta có ngày hôm nay, nên lời của Chúa được nhấn mạnh, nhắc đi, nhắc lại rất là nhiều lần, đó là ngày nay. Cảm ơn Chúa ngày hôm nay, sự tin cậy và sự vâng phục phải được trao cho ngày hôm nay. Vì chúng ta không bao giờ biết việc xảy ra vào ngày mai như thế nào. Đang khi có cơ hội, chúng ta chỉ nhận bởi lòng tin và vâng phục hoàn toàn vào chính mình Chúa. Và đó là cơ hội mà chúng ta phải nhận ngay bây giờ trước khi quá trễ. Và đôi khi chúng ta nói cái từ tiếp nhận ngay bây giờ chỉ dành cho những người chưa biết Chúa. Chúng ta sẽ rao giảng những người chưa biết về Chúa. Nhưng cảm ơn Chúa, Chúa dạy dỗ tôi rằng mỗi một chúng ta phải nhận ngay thì giờ đang có cơ hội. Ngay thì giờ chúng ta đang gần gũi với chính mình Chúa. Ngay khi chúng ta còn có cơ hội. Một cái câu chuyện được xảy ra cách đây 2 năm. Tôi xin phép được kể. Khi kể về câu chuyện của tôi được xin làm chứng, cũng là ông anh. Chắc quý vị cũng biết mục sư Giá Thuyết cũng về với Chúa cách đây 2 năm. Đang khi tôi học chương trình tại Tổng hội, trong suốt nhiều tuần thì không thể được về, không về được nhà. Và khi cầu nguyện với Chúa, đang khi cầu nguyện với Chúa, Chúa nhắc nhở, tôi nhớ đến người anh của mình đang gặp phải hoạn nạn về gia đình, về tài chánh. Anh cũng là một vị mục sư, trước kia rất là xuất sắc, và Chúa đã sử dụng người anh em của tôi. Và khi còn thanh niên, tôi với ông anh này luôn luôn đi chung với nhau trong việc truyền giáo xa hơn cả 100 cây số. Và khi nhớ đến cái công việc mà đi truyền giáo chung với nhau, mà khi nghe ông anh này gặp cái hoạn nạn về tài chánh, về gia đình, về hôn nhân, Chúa nhắc nhở tôi là tôi phải gọi. Và đang khi tôi gọi số điện thoại thì tôi nhắn tin, tôi gọi thì ông anh không chịu bắt máy. Tại vì khi nghe một cái cú điện thoại thì ông anh luôn luôn sợ hãi, vì trong khi mà ông gặp cái việc xảy ra trong gia đình, sợ những người lạ nghe để hù dọa về cái lĩnh vực trong gia đình.
Nhưng mà khi mà tôi gọi, ông không bắt máy, tôi mới nhắn tin đây là em. Và tên nó là em là Gia Huy đây. Và khi ông nhận và tôi mới tiếp cận, tiếp xúc. Và anh ta trong lúc này không còn như là trước kia nữa. Tinh thần bị suy sụp từ cái gia đình, từ hoàn cảnh. Đến nỗi anh cũng phải đi theo vợ của mình, đi nhóm một cái hệ phái khác. Nhưng mà trong việc đi đó giống như là việc đi có mặt mà thôi. Và đăng ký tôi hỏi một câu, anh còn trung tín hay là nhớ về Chúa, những sự kỳ diệu của Chúa không? Hầu như anh làm ngơ không có biết gì cả. Và tôi hỏi, anh còn biết cầu nguyện như thế nào để Chúa lắng nghe không? Anh ta còn không nói là anh cũng không biết như thế nào. Cái tình trạng, cái tâm trạng của anh ta bị suy sụp hoàn toàn. Và ngay lúc này, cảm ơn Chúa, tôi đã cầu, tôi phải dẫn anh ta cầu nguyện từng lời giống như là hướng dẫn một người chưa biết về Chúa. Và sau đó tôi tư vấn là, Chúa Mặc Khải thế này, anh hãy nhớ lại nơi nào mà đã gây dựng cuộc đời thuộc linh của anh trước kia. Anh sẽ quay lại về nơi đó, người đó sẵn sàng chờ đợi anh để tư vấn cho anh, nói chuyện với anh. Và điều cảm ơn Chúa, một tuần sau, khi nghe rằng anh ta từ cái xã Ca Đơn tới xã Bà Rõ khoảng hơn 10 cây số, nghe vào buổi sáng Chủ nhật, nghe tin rằng anh ta đã đến vào một hội thánh ghế giường ông đầu tiên, và anh phải ngồi xa xa, không phải đến gần với hội chúng. Và điều xảy ra hơn 10 ngày sau, anh ta về với Chúa. Và khi nghe tin anh về với Chúa, tôi cũng buồn bã ít lâu. Nhưng một điều tôi vui mừng đó là tôi có cơ hội để làm chứng khích lệ đang khi anh mất cơ hội, mất về phước hạnh hưởng thụ trong đời này. Nhưng mà một điều vui mừng đó là anh đã lắng nghe những gì tư vấn từ chính mình Chúa. Và quý vị ơi, buổi sáng hôm nay đang khi chúng ta có cơ hội để rao ra làm chứng khích lệ hay là sự mặc khải của Chúa muốn chúng ta nói về điều gì một người nào đó, thì đây là cơ hội. Và cơ hội không phải đến vào ngày mai, nhưng mà là ngày hôm nay. Và một câu chuyện được xảy ra cách đây vài tháng tại hội thánh tại giáo hạt Sa Matthew. Một tín đồ cách đây vài tháng cũng về với Chúa. Một điều mà tôi học được khi mà chúng tôi thông công vào buổi sáng thứ bảy, và tôi đã đưa ra những kế hoạch trong những việc thăm viếng. Và đăng khi tôi mở miệng nói với hội thánh rằng là chiều hôm nay, đó là ngày thứ bảy, chiều hôm nay chúng tôi sẽ đến thăm viếng một tín đồ ở xa, họ ở trong ngoài rẫy. Và khi nói như vậy, khi kết thúc vào cái buổi thông công thì tôi nhận được một cái lịch phải chia sẻ vào sáng ngày Chủ nhật. Đó là vào tiệc thánh. Lúc này thì hội thánh vẫn tập trung đông chung. Và khi tôi nhận một tin rằng tôi phải chia sẻ vào sáng Chủ nhật, tôi phải quan tâm vào lời của Chúa để lo lời của Chúa, để chia sẻ cho hội thánh vào ngày sáng Chủ nhật. Và tôi đã bỏ đi cái việc tôi hứa rằng tôi sẽ đến thăm viếng anh em ở trong rẫy để khích lệ ông ta. Và đang khi tôi ngồi với lời của Chúa, đặc biệt có một cái điều nó khác thường. Đang khi mỗi ngày tôi ngồi với lời của Chúa, suy gẫm lời của Chúa, Chúa sẽ bày tỏ rất là dễ dàng. Nhưng mà tôi hôm đó có một cái sự khác trách gì đó. Cái lương tâm mình, cái tâm trí mình vẫn còn nhớ cái câu chuyện mình nói với hội thánh rằng chiều nay tôi đến thăm viếng, mà tôi bỏ lỡ cái việc đi thăm viếng. Và khoảng 7-8 giờ chiều tối hôm đó, tôi nghe một tin rằng nhớ cầu nguyện cho tôi tớ này, tôi tớ của Chúa, con dân của Chúa đã bị tai biến, gục ngã, đem đi cấp cứu. Và lúc này tôi lại có một cái sự hối hận trong lòng, hối hận vì bỏ lỡ cơ hội. Và nói như vậy, sau một thời gian cấp cứu thì ông ta cũng không qua khỏi. Nhưng mà Chúa muốn nhắc nhở tôi và quý vị cùng lắng nghe trong buổi sáng hôm nay, đang khi chúng ta có cơ hội ngày hôm nay, thì hãy làm những gì mà Chúa mách bảo trên tâm lòng, trong tấm lòng hay là mỗi một chúng ta ngày hôm nay. Và qua câu kinh thánh này, Chúa cho tôi học được là, nhưng đó là cơ hội chúng ta chỉ nhận được và bởi lòng tin cậy và vâng phục hoàn toàn. Và đó là cơ hội mà chúng ta phải nhận lấy ngay bây giờ trước khi quá trễ. Và cơ hội chúng ta muốn làm chứng khích lệ hay là những điều gì mà Chúa mút mắt bảo,
thì chúng ta phải thực hiện ngay bây giờ. Từ câu số 15, 45, muốn gieo phần với Đấng Christ thì mỗi một chúng ta phải có đức tin liên tục, chứ không phải từng trải trong một cái thời gian nào đó, hay là chỉ một cái thời gian ngắn trước kia, hay là thời gian chỉ vài chục năm về trước. Và nhiều người ngày hôm nay đang khi chúng ta giảng dạy lời của Chúa, họ sẽ nói như thế này: tôi là người tiếp nhận Chúa 20-30 năm về trước. Và đôi khi chúng ta sẽ nhớ những gì trước kia, và đức tin của chúng ta được hành động trước kia, và điều đó được khích lệ. Chúa cũng muốn mỗi một chúng ta phải giữ lòng tin ban đầu vững bền cho đến cuối cùng. Và cảm ơn Chúa, lời Chúa được chép trong Khải Huyền đoạn 10 câu phần B: khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho mão triều thiên của sự sống. Và cái việc trung tín không phải là một ngày, hai ngày, nhưng cảm ơn Chúa, Chúa muốn mỗi một tấm lòng chúng ta phải xây bỏ những điều gì mà nó đến cám dỗ trên đời sống của chúng ta. Tấm lòng của chúng ta xây bỏ Đức Chúa Trời hàng ngày khi chúng ta ngoan cố, hay là giống như câu chuyện mà chúng ta họ chối bỏ lậu lòng vô tín. Nếu chúng ta cứ ở trong sự vô tín thì cuối cùng Đức Chúa Trời sẽ bỏ mặc chúng ta trong sự vi phạm. Nhưng cảm ơn Chúa, ngày hôm nay chúng ta sẽ nhận được, chúng ta sẽ có những điều mà Chúa được hứa trong sách Ê-xê-chiên 36 rằng: nhưng Ngài có thể ban cho mỗi một chúng ta một cái tấm lòng mới, một cái sự hoài bão mới, những cái tâm linh mới. Và cảm ơn Chúa, mỗi một buổi sáng trong suốt những thời giờ qua, trong những thời gian qua, quý vị và tôi luôn luôn được lắng nghe, đặc biệt như thế hệ trẻ tôi luôn luôn được lắng nghe các vị mục sư, nhiều mục sư, và những lời nói của vị mục sư, và được lắng nghe rất là nhiều điều và học rất là nhiều điều. Và cảm ơn Chúa, và được phước hạnh có cơ hội được chia sẻ những sự hiểu biết đơn sơ trước mặt Chúa, trước mặt quý vị mục sư ở trong phòng dung nhỏ này. Và cảm ơn Chúa, buổi sáng hôm nay để phòng ngừa một cái tấm lòng vô tín, thì mỗi một chúng ta phải có mối thông công với các tín hữu khác. Chúng ta phải luôn luôn giữ mối cái việc thông công với những người khác, đặc biệt quý vị, đặc biệt là những bản lãnh đạo trong hội thánh, trong tổng hội, luôn luôn có những thì giờ thông công với nhau trong một buổi sáng hàng ngày, trò chuyện bằng đức tin, khích lệ trong đức tin và khích lệ lẫn nhau. Và đôi khi cũng có những sự chữa trị, sự dạy dỗ, khích lệ, giúp đỡ, nâng đỡ. Và chúng ta cũng cảnh giác những sự lừa dối ngày hôm nay, đó là những gì xảy ra xung quanh chúng ta. Và nó luôn luôn là hấp dẫn. Và những tin tức, những báo chí ngày hôm nay, có thể nó đôi khi chúng ta lắng nghe hướng lòng về những việc đó quá, thì đôi khi ma quỷ nó cũng sử dụng, nó lừa dối và nó đem đến cái sự hấp dẫn. Và ngay giờ này, cảm ơn Chúa, qua lời của Chúa được khích lệ, giúp đỡ, dạy dỗ chính bản thân tôi là khích lệ, là có một cái sự khích lệ trong lời của Chúa. Và đặc biệt ở trong phòng chung mỗi buổi sáng, chúng ta được khích lệ lẫn nhau, đó là bằng tình yêu thương và mối quan tâm lẫn nhau. Cảm ơn Chúa, con có một ít thì giờ để nói ra ít bấy nhiêu, và có những thì giờ còn lại con xin giao lại cho người hướng dẫn, và đặc biệt quý vị mục sư sẽ góp phần trong bài giảng, bài chia sẻ này, để con sẽ học hỏi nhiều hơn về những gì mà Ngài dạy dỗ trong buổi sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa một lần nữa, xin chúc hết thảy quý vị mục sư, ban lãnh đạo khắp mọi miền đang lắng nghe những sự dạy dỗ và sự chia sẻ ngắn buổi sáng hôm nay. Con xin phép ạ. Đúng là cảm ơn Chúa là Ngài đang ở với chúng ta. Rõ ràng là Ngài đang ở với chúng ta. Bởi vì nếu chúng ta nhạy bén thì chúng ta thấy Ngài đang muốn nhắc lại một vấn đề lắng nghe, mà trước đây vài hôm chúng ta đã có đặt vấn đề nghe bằng hồn hay là nghe bằng linh. Đó là chúng ta được nối tiếp cái bữa nay để đặc biệt chúng ta chú ý về và lắng nghe. Và cảm ơn mục sư Giao Quy đã cho chúng ta một phân đoạn kinh thánh, mà nếu chúng ta quan sát kỹ cái vấn đề mà nêu ra ở đây trong đoạn 3 này,
Thì để hiểu rõ, không những Chúa nói cho những người cứng lòng mà Chúa còn chỉ cho cái cách hết cứng lòng nữa. À, nếu chúng ta quan sát kỹ lời của Chúa thì Ngài nói cứng lòng, do đó không yên nghỉ. Rồi chúng ta thấy suốt đoạn 4, suốt đoạn 4 Ngài nói cho chúng ta biết cái cách làm sao nghe, nghe mà nó vô lòng, và nghe phải đúng chỗ, phải đúng chỗ nghe thì nó mới vô lòng được nữa. Vậy thì chúng ta nếu kỹ đó thì chúng ta thấy đoạn 4 đó, cái mà không nghe, cái nghe mà không có vô lòng đó, cứng lòng đó, là bởi vì không lấy đức tin nhận cho mình. Nghe mà không lấy đức tin nhận cho mình, đó là ở câu 2 của đoạn 4. Thứ hai nữa là nghe không có đúng chỗ. Nghe đúng chỗ là chúng ta thấy cuối đoạn 4 đó, thì để nghe, để vào yên nghỉ đó, để có cái sự yên nghỉ đó, chúng ta thấy chúng ta câu 11, đoạn 4 câu 11 nè. Vậy chúng ta phải gắng sức vào sự yên nghỉ đó, hầu cho không có một người nào trong chúng ta theo gương kẻ chẳng tin kia mà vấp ngã. Phần trước đó, phần đoạn 3 chúng nó là nghe không có tin. Thì để tin đó, thì chúng ta thấy là cái tính chất lời của Chúa là cái câu 2, câu 12. Nhưng mà để nghe được cái này thì chúng ta đến một cái chỗ, đó là chúng ta thấy câu 16, xin lỗi câu 14, 16. Vậy chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta có thì giờ có cần. Ở đây nghe vấn đề tâm linh là nghe một cái nơi riêng tư, nơi đặc biệt, chứ không phải đơn giản là lúc nào nghe cũng được. Thì nghe bây giờ chẳng hạn như thí dụ chúng ta bữa sáng hôm nay nghe chia sẻ lời của Chúa đó thì nó mới tâm trí thôi. Còn có thì giờ chúng ta phải yên tĩnh để làm sao mà ở chúng nghe từ nơi tấm lòng. Rồi nghe để có đức tin thì phải nhận lấy cho mình, chứ đừng nghe dùm cho người khác. Đó là câu 2 của đoạn 4. Thì qua cái bối cảnh của phân đoạn Kinh Thánh mà mục sư Gia Quy đưa cho chúng ta suy gẫm ngày hôm nay, tôi nhận thêm một số điều như vậy đó về vấn đề cách nghe làm sao để cho không có cứng lòng. Nghe là phải lấy đức tin nhận được chính mình. Nghe phải trong một sự yên tĩnh ở với Chúa. Thì cái lời sắc gươm hai lưỡi nó mới đụng chạm chúng ta và mới đưa chúng ta vào nơi yên nghỉ. Đó là cái hướng, cái sự dạy dỗ nó liên tục qua đoạn 4 nữa. Thì tôi trình bày lại ở đây. Thì giờ này thì chúng ta tiếp tục để quan sát, để chúng ta có những sự nhắc nhở nào của Chúa bổ sung thêm để làm cho cái vấn đề nghe nhưng đừng cứng lòng. Nghe làm sao nhưng mà đừng cứng lòng. Vấn đề đặt ra là nghe làm sao mà nhưng đừng cứng lòng. Tại sao nó cứng lòng? Đó thì góp ý thêm để chúng ta cùng quan sát Kinh Thánh, rồi chúng ta cùng suy gẫm để chúng ta chia sẻ làm sao cho vấn đề mà nghe làm sao đừng có cứng lòng nó được sáng ra cho chúng ta ngày hôm nay. Xin mời các vị mục sư, chúng ta có sự soi sáng nào xin hỗ trợ. Tôi xin phép, không biết sao mà thúc học lời Chúa thì sự thúc giục để chia sẻ, Chúa nhắc nhở ít thì nói ít, Chúa chia sẻ nhiều thì nói nhiều. Ở đây cảm ơn Chúa từ mục sư Giao Huy, từ đoạn 4, từ câu 1 đến câu 10 á, Hebrew. Tôi đọc là đến 7 lần về sự yên nghỉ. Rất là nhiều lần, lặp đi lặp lại rất là nhiều lần về sự yên nghỉ, yên nghỉ. Vào sự yên nghỉ của Chúa. Tôi xin mở Hebrew đoạn 4 câu. Tôi xin đọc. Vậy đang khi còn có lời hứa cho vào sự yên nghỉ của Chúa, hãy lo sợ, kẻo các ngươi có ai bị trừ ra chăng? Vì tin lành này đã rao truyền cho chúng ta cũng như cho họ. Những lời hứa, những lời họ đã nghe không ích chi, vì trong khi nghe chẳng lấy đức tin nhận lời đó thuộc về mình. Về phần chúng ta là kẻ đã tin thì vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời phán rằng: này là lời hứa ta lập trong cơn thịnh nộ, chúng nó sẽ chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Do vậy, công việc của Ngài đã xong rồi từ buổi sáng thế. Vì luận về ngày thứ bảy có chép rằng:
Ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ cả tốt cung vì Ngài. Lại một chỗ khác có chép rằng chúng ta sẽ chẳng hề vào sự suy nghĩ ta. À, như vậy thì đã dành cho mấy người chẳng vào đó và những kẻ nghe tin lành ấy trước nhất đã không vào đó bởi chẳng tin. Nên về sau lâu lắm trong một lời một thơ của David, Chúa lại đến một ngày nữa gọi là ngày nay, như trên kia đã dẫn rằng ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng. Và Giô-suê đã cho họ yên nghỉ thì chắc sau không còn nói về một ngày khác nữa. Vậy thì còn lại một ngày yên nghỉ cho dân Đức Chúa Trời. Vì ai vào sự yên nghỉ của Đức Chúa Trời thì nghỉ công việc mình cũng như Đức Chúa Trời đã nghỉ công việc của Ngài. Ngài vậy ở đây là nói về công thánh này, nhắc đi nhắc lại là vào sự yên nghỉ. Tôi cũng nhớ đến Lê Vi Ký đoạn 25 từ câu 8 đến câu 13 nói về dân Israel họ năm hân kỷ đó. Năm đó thì tôi không đọc hết Lê Vi Ký, tôi chỉ đọc địa chỉ 25 từ câu 8 đến câu 13. Ở đây theo hồi nãy là một sinh viên nghe thì ít hơn, mà yên nghỉ thì vào yên nghỉ thì nhiều lắm. Kể cả Chúa cũng yên nghỉ làm công việc của Ngài trong 7 ngày, 6 ngày và ngày thứ 7 rồi nghỉ. Trong Lê Vi Ký thì có năm hân nghỉ đó là người ta nô lệ, ví dụ hay là người ta cầm cố hay gì đó. Về thiếu thốn người ta cầm cố, ngày hôm đó là người chủ đó là họ trả hết, họ trả hết cho người mà bị cầm đó, họ được rất là vui. Kể cả trồng tỉa cũng vậy, ngày hôm đó cũng năm đó là họ cũng nghỉ ngơi hết, họ rất là nhẹ nhàng, họ rất là vui. Liên quan đến Chúa làm công việc trong 6 ngày và ngày thứ 7 Chúa cũng nghỉ ngơi công việc của Ngài, Ngài ban phước. Và nhớ đến mục sư Dr. Cu dạy cho chúng ta là Luca đoạn 18, đoạn 4 câu 18 19 nói về sự yên nghỉ năm ban ơn, năm ban ơn như vậy. Đây nói là Chúa Giêsu là cứu chuộc chúng ta, nói về Chúa Giêsu đã cứu, đã mua, đã chuộc chúng ta. Ta rất là được tự do, chúng ta rất là được an nghỉ. Nếu mà người ta không tin thì nghe mà không tin thì không thể nào vào sự yên nghỉ của Chúa được. Vì nghi ngờ Chúa Giêsu, nghi ngờ con Đức Chúa Trời cứu chuộc mình, cứu và chuộc mình rồi thì mình vẫn còn phạm tội với Chúa thì lo lắng thì lắm, trong lòng rất là lo lắng, không có thể vào sự yên nghỉ. Cũng như là ông giảng hôm qua đó, là nếu mà nghi ngờ sự tái lâm của Chúa thì không thể nào vào sự yên nghỉ. Đó là khi mà tin đó, sự tái lâm của Chúa thì mới trông cậy, mới dọn tấm lòng chúng ta thánh sạch và sửa soạn tấm lòng để chúng ta gặp Chúa. Như vậy thì chúng ta vào yên nghỉ của Chúa luôn luôn rồi. Đó là ngày mà Chúa trở lại chung kết, đó là chúng ta yên nghỉ luôn luôn. Ngày hôm nay chúng ta qua Chúa Giêsu cứu chuộc chúng ta tin thì chúng ta được yên nghỉ. Câu kinh thánh này mà Chúa dạy tôi ấy, là về sự cứu chuộc của Chúa Giêsu chúng ta được. Cảm ơn Chúa. Phần đoạn kinh thánh mà chúng ta vừa đọc Hebrew là một trong những quyển sách rất là quan trọng đối với dân Israel nói riêng và với chúng ta nói chung. Như chúng ta biết thì cái tác giả của Hebrew, sách Hebrew thì cũng chưa có xác định được. Có người nói Phaolô, có người nói một cái nhiều cái đệ tử Chúa khác. Nhưng một trong những cái điều mà chúng ta nhìn thấy rằng lá thư Hebrew đang khi viết cho dân Israel đang lúc họ bị khủng hoảng thuộc linh rất nhiều. Và đó là cái từ ngữ mà chúng ta nhìn thấy ngã lòng, vững vàng cho đến cuối cùng. Đó là những cái từ ngữ xuyên suốt trong Hebrew để nói lên rằng ở trong một sự bất hại rất lớn trong thời kỳ lúc bây giờ, nếu mà chúng ta xem ở trong phần cuối của Hebrew 11 á,
Và chúng ta nhìn thấy rằng họ bị bắt hại rất nhiều, nên đầu Hebrew đoạn 12 nhấn mạnh về cái đức tin của họ nơi Chúa. Và cái lá thư Hebrew kéo họ về với một cái lẽ đạo căn bản. Tại lý do là người Do Thái giáo hay là cái người Do Thái lúc bây giờ họ rất kiêu hãnh về những cái lễ nghi của họ trong phần cựu ước. Và chính điều đó đôi lúc lại kéo xa họ ra khỏi một cái giao ước mới mà Chúa ban phước. Và cái từ ngữ giao ước mới hay là giao ước tốt lành là chính Chúa Giêsu Christ, là một trong những cái chủ đề chính xuyên suốt tất cả các đoạn ở trong Hebrew, 13 đoạn trong Hebrew. Và tại đây chúng ta nhìn thấy được rằng cái phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta nó nằm ở trong cái phần đầu tiên, đó là sách này có một sự tranh luận để kéo họ về với thực tại đó. Tại lý do là chúng ta phải nằm ở trong bối cảnh là họ xa ngã yếu đức tin vì lý do là cái lỗ tai họ nghe không có chính xác về cái tiếng của Chúa trên đời sống của họ, nên thành ra họ ngã lòng. Nên nếu mà chúng ta nhìn ở trong từ đoạn 1 tới đoạn 4 thì chúng ta nhìn thấy được rằng ở trong phần đoạn Kinh Thánh này xuyên suốt nhấn mạnh về Đấng Christ hay là Chúa Giêsu Christ hay là Đấng Messi là cái sự mặc khải trọn vẹn cuối cùng của Đức Chúa Trời cho nhân loại. Đó là cái yếu tố mà chúng ta lưu ý như vậy. Nếu mà chúng ta nhìn từ đoạn 1 tới đoạn 4, ở trong từ câu 1 đến câu 3 là Chúa Giêsu hay là Đấng Christ hay Đấng Messi siêu việt hơn các đấng tiên tri. Rồi từ câu đoạn 1 câu 4 đến đoạn 2 câu 18 là siêu việt hơn các thiên sứ. Đó là cái mà họ đang nương cậy. Nên nói như vậy để đâu phải lạc đề, mà ý là đức tin của họ nó xuống tại lý do là nó đặt lệch chỗ. Nên phân đoạn Kinh Thánh này muốn đặt họ lại cái trọng tâm đó là Đấng Christ là như vậy. Rồi cái phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc á, là Đấng Christ hay là Đấng Messi siêu việt hơn Môi-se, đó là cái người mà họ đang tôn thờ. Đó là cái lãnh đạo mà dân Israel họ rất tôn thờ. Phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta đọc á, từ đoạn 3, từ đoạn 7, câu 9 đến đoạn 19. Và ở trong đoạn 4 thì là cái sự khải thị ở trong Đấng Christ hay Đấng Messi thì siêu việt hơn Giô-suê. Đó là cái chuỗi mà chúng ta nhìn thấy cái cách mà lời Chúa mang sự lý luận để chúng ta có thể hiểu được phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc. Trở lại với phân đoạn Kinh Thánh là Đấng Christ siêu việt hơn Môi-se, là phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc. Và tại đây chúng ta nhìn thấy được rằng cái từ ngữ hồi nãy mục sư Giao Quy đặt chủ đề mình là gì? Ngày nay hả? Cái gì? Hồi nãy tôi nghe cái có ba chữ phải không? Có chữ ngày nay đó phải không? Là gì? Hồi nãy mục sư Giao Quy nói cái chữ gì đầu tiên khi chia sẻ đó? Chủ đề hôm nay là cái gì? Ngày nay hả? Hôm nay à? Ngày hôm nay. OK, thì tôi muốn hỏi lại để tôn trọng cái điều mà tác giả muốn nói. Dạ, ngày hôm nay hay là ngày nay, phải không ạ? Cảm ơn Chúa. Và chúng ta nhìn thấy được rằng ở đây ở trong cái phần chữ ngày nay hay ngày hôm nay thì đúng là một cái từ ngữ mà được lặp lại rất là nhiều ở trong câu 7, rồi trong câu 13, rồi trong câu 9, vân vân. Tại đây chúng ta nhìn thấy được rằng cái điều đầu tiên mà ở trong câu 12 đó, hỡi anh em hãy giữ cho kẻo anh em có lòng giữ và chẳng tin trái bỏ Đức Chúa Trời hằng chống chăng. Thì đó là lý do hồi nãy tôi có nói rằng lá thơ này mục đích viết đến cho dân, cho người Hebrew lúc bây giờ, xin lỗi người Israel lúc bây giờ là họ đang yếu đức tin rất là nhiều. Có nhiều người đã chuẩn bị quay đầu bỏ chạy với đức tin của mình. Và ông nhấn mạnh cái yếu tố để rồi cái việc nghe tiếng Chúa một cách rõ ràng cho đời sống của ông. Đó là lý do mà tại sao ở trong câu 7, nếu mà chúng ta đọc cái phân đoạn từ câu 7 trở đi thì nó sẽ thêm rất là nhiều cái ý cho chúng ta. Nó cũng lặp lại một số cái điều được lặp lại, được xoáy mạnh ở trong phần từ câu 12 trở đi đó. Cho nên như Đức Thánh Linh phán ở trong câu 7, ngày nay nếu các ngươi nghe tiếng Ngài thì chớ cứng lòng như lúc nổi loạn, là ngày thử Chúa trong đồng vắng, là nơi tổ phụ các ngươi thấy công việc ta làm trong 40 năm mà còn thử để dò xét ta. Nhân tới ta giận dòng dõi này và phán rằng lòng chúng nó lầm lạc luôn,
chẳng từng biết đường lối ta, đây là lời thề mà ta lập trong cơn thịnh nộ ta, chúng nó chẳng hề vào sự yên nghỉ ta. Hỡi anh em hãy giữ lấy kẻo cho anh em có lòng giữ và chẳng tin mà trái bỏ Đức Chúa Trời hằng sống chăng. Tại đây chúng ta nhìn thấy được rằng cái có của cái sự trong cái thời điểm cuối cùng của thế giới ngày hôm nay hay là ngày nay, thì chúng ta nhìn thấy rằng lời tiên tri về sự bội đạo của Chúa được nhấn mạnh. Ở trong những ngày cuối cùng thì sẽ có sự bội đạo xảy ra. Nếu mà chúng ta xem ở trong Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 2 câu 3, và đây cũng là cái lời cảnh báo của Hebrew. Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhì đoạn 2 câu số 3, mặc ai dùng cách nào cũng đừng để họ lừa dối mình, vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác con của sự hư mất hiện ra. Ở tại đây chúng ta thấy rằng Kinh Thánh đang khi nhấn mạnh về cái sự bỏ đạo hay là cái sự bội đạo, cũng là cái từ ngữ mà được dùng ở trong đoạn 3 câu số 12, để muốn nhấn mạnh một yếu tố không phải không chỉ cho người đương thời mà cho hết thảy chúng ta ngày hôm nay. Đó là chúng ta giữ cái đời sống ở trong ân điển của Chúa. Thường thường thì khi mà nhấn mạnh về sự bội đạo thì nó có hai yếu tố, và cả hai yếu tố đó cũng được nhấn mạnh ở trong phần đoạn Kinh Thánh của chúng ta ngày hôm nay. Thông thường đang khi nói về sự bội đạo thì cái sự bội đạo đầu tiên mà thường nói là chúng ta thường thường gọi là tà giáo đó. Nhưng mà thường thường cái từ ngữ đó là cái người đó bội đạo về phương diện thần học. Có nghĩa là cái người đó họ đi xa khỏi lời của Chúa. Người đó đi xa khỏi lời của Chúa. Và cái sự bội đạo thứ gì? Đó là sự bội đạo về phương diện đạo đức. Có nghĩa là không làm đúng theo cái tiêu chuẩn của Chúa trong cái sự thánh khiết mà Chúa ban cho, hay là nói về sự vô luân. Cái sự bội đạo về phương diện thần học mà chúng ta nhìn thấy ở trong... hay là sai lời Chúa. Timôthê thứ nhất đoạn 4 câu 1, rồi Timôthê thứ nhì đoạn 4 câu 3, ví dụ vậy. Nó như là một sự cảnh báo trên mọi chúng ta. Và chúng ta nhìn thấy được rằng cái cách mà lời Chúa nhấn mạnh đó là ngày hôm nay đang khi chúng ta nghe tiếng Chúa như câu 7 đó, Đức Thánh Linh phán rằng, và chúng ta cảm ơn Chúa là trong cái thời điểm này là thời điểm mà ân điển của Chúa, chúng ta có thể nghe được tiếng của Thánh Linh của Chúa phán trên mọi chúng ta. Và tiếng của Thánh Linh của Chúa phán có thể đó là lời rema, đó là cái lời trực tiếp mà chúng ta có thể nghe được. Tiếng đó có thể phán trên mọi chúng ta qua cái phòng Zoom này, qua những cái lời đơn sơ của các đầy tớ của Chúa trên mọi chúng ta. Tiếng Thánh Linh của Chúa phán có thể là qua một cái sự kiện nào đó, như là cái cách mà ở trong Roma đoạn 1, qua thiên nhiên, tiếng linh của Chúa phán đó là đang lúc chúng ta tương giao với Chúa, vân vân. Có nhiều cách, nhiều lần nhiều cách trên mọi chúng ta. Và như ở trong câu đầu của Hebrew là lần cuối cùng là bởi Chúa Giêsu Christ. Như vậy thì tại đây chúng ta nhìn thấy được rằng cái sự cứu rỗi ở trong Chúa là một sự cứu rỗi nó mang tính bao hàm và bảo đảm. Nhắc lại về cái sự bội đạo, vì lý do là cái người đó họ nghe tiếng Chúa và cứng lòng. Cứng lòng ở đây là cái lòng tin của họ nó không có vững vàng, nó không có xác quyết ở trong lòng tin của họ. Ở trong phân đoạn Kinh Thánh này thì chúng ta nhìn thấy rằng hai cái sự bội đạo đó về phương diện cái lòng tin nơi lời của Đức Chúa Trời và cái sự bội đạo từ bên trong, phạm tội sa ngã trong đồng vắng, và cả hai đã được thể hiện ở trong phân đoạn Kinh Thánh ngày hôm nay. Và ở trong phân đoạn Kinh Thánh này muốn nhấn mạnh một yếu tố là giữ cái đức tin cho đến kỳ cuối cùng, bằng cách là nhận lấy lời và áp dụng lời đó trên đời sống của mình. Ở đây muốn nhấn mạnh hay là nhắc lại cái câu chuyện về cái sự vâng lời và sự không vâng lời của 12 thám tử. Và đó là lý do mà có thời gian 40 năm mà dân Israel ở trong đồng vắng.
Đó là cái giá của họ phải trả vì cớ không tin ở lời Đức Chúa Trời. Họ nhìn thấy người dền dàng, họ nhìn thấy nan đề, họ nhìn thấy COVID, họ nhìn thấy dịch lệ, họ nhìn thấy những cái thử thách nó lớn hơn cái lời bảo đảm của Đức Chúa Trời trên đời sống của họ. À, chỉ có hai con người, và sau đó chúng ta nhìn thấy cái nối kết ở trong đoạn 4, đó là Joshua, nhấn mạnh yếu tố Joshua ở trong đoạn 4. Joshua và Caleb nhận lấy lời đó và nhìn thấy có một con người dền dàng to cao đó, nhưng mà Đức Chúa Trời to cao hơn tất cả những người dền dàng đó. Có những cái sức mạnh của cái dân ở trong thành Canaan đó, nhưng mà sức mạnh đó bởi Đức Chúa Trời thì được điều khiển để có thể giúp việc cho dân Israel. Nên đây cũng là phần đoạn Kinh Thánh mà nhắc nhở mọi chúng ta trong thời kỳ ngày hôm nay. Đó là đang lúc trong tất cả mọi cái nan đề ở trên đời sống của mình, thì chúng ta giữ đời sống, giữ đức tin, để không có nổi loạn ở trong đức tin, trong cái biến cố. Nếu quý vị để ý thì thấy rằng có rất là nhiều cái sự nổi loạn của thế giới ngày hôm nay. Dễ thôi, không phải riêng ở Việt Nam mình đâu, toàn thế giới. Rất là nhiều sự kiện người ta phân tích rằng nhiều vấn đề là trước đây họ không làm nhưng bây giờ họ làm. Rất là nhiều, thậm chí là những vấn đề ly dị, ly hôn rất nhiều trong 2 năm vừa qua, thời kỳ COVID. Tại lý do là họ không được đi đâu hết. Con người họ đối diện với chính họ. Họ cảm thấy nóng giận vì người ta làm không đúng ý mình. Và từ nóng giận đó họ chui vào trong cái sự ích kỷ, bảo thủ của mình. Và nó tạo thành những nan đề cho gia đình, cho cộng đồng. Có những cái video clip là họ có thể họ ra đường, họ đánh, họ làm những cái điều mà rất là kinh khủng. Thậm chí giết người, vân vân, nhiều vấn đề kinh khủng lắm. Nếu mà chúng ta theo dõi báo chí, và đó là việc bình thường của thế giới. Nhưng mà nhắc lại, đó là chúng ta có Chúa, có lời của Chúa trên mọi chúng ta, để chúng ta đối diện với tất cả nan đề đó bằng sự bình an mà Chúa cho, và đặc biệt là tiếng Thánh Linh của Chúa phán trên mọi chúng ta. Và khi tiếng Thánh Linh của Chúa phán trên mọi chúng ta, ước ao rằng tấm lòng chúng ta cho dù cứng nó cũng sẽ mềm để có thể nhận lấy lời đó bằng đức tin đơn sơ nhất, như Thái Mục Sư Hiền nói, đức tin như con trẻ. Chúa nói một, mình amen, mình tin một. Chúa nói hai, mình amen, tin hai. Chúa nói rằng Ngài là đấng bảo vệ chúng ta trong dòng huyết của Ngài. Chúa nói với chúng ta rằng Ngài sẽ bảo vệ chúng ta như con ngư của bác Ngài. Chúa nói với chúng ta rằng sự bình an của Chúa, Ngài ký chúng ta với một cái giao ước của sự bình an đời đời, cho dù núi dời đồi chuyển, nhưng giao ước đó không bao giờ thay đổi trên mọi chúng ta. Chúa giao ước chúng ta về huyết của Ngài trong sự bảo vệ, thì hãy nắm lấy, hãy tin ở trong huyết của đó. Và chính không phải là tin một cái gì khác, giống như cái bối cảnh Kinh Thánh đó. Họ tin ở những cái tế lễ, họ tin ở những cái gì đó, nhưng mà họ lại không tin ở cái đáng tin, đó là Thánh Linh của Chúa với cái giao ước của huyết Jesus Christ. Và chính khi mà họ tin không đáng tin đó, họ đang sử dụng lập luận, ủa tại sao ngày hôm nay tôi phải bối chối Chúa, tại sao họ trẻ làm tóc, làm ba, làm bốn, làm tám. Và chính lý do họ phân tích hơn là lắng nghe tiếng Chúa và khiến cho đức tin của họ gãy đổ. Nên cái phần đoạn Kinh Thánh này muốn quay về cái việc mà cái giao ước ở trong dòng huyết của Chúa, huyết của sự chuộc tội, một cách đơn sơ nhận và tin thì sẽ nhận lấy lời hứa, giống như là dân Israel khi xưa không phải bị ngã chết ở trong đồng vắng. Ở trong câu 18 đó, Ngài lại thề với ai không được vào yên nghỉ ta, há chẳng phới với những người không vâng lời sao? Không vâng lời, chỉ nhìn thấy cái nan đề nhiều hơn. Và chúng ta thấy những người ấy không thể vào đó vì cớ không tin. Và ước rằng tất cả mọi chúng ta tin một cách đơn sơ ở lời của Đức Chúa, lắng tai nghe tiếng của Chúa trong ngày hiện tại, ngày nay, để hầu cho chúng ta bước vào trong một cái xứ sở được sự bảo mật bằng lời hứa, ân điển của Chúa trên mọi chúng ta qua dòng huyết của Ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn quý vị. Xin chúng ta đến với Chúa để nguyện xin Chúa tiếp tục làm cho chúng ta mềm mại tấm lòng, để Thánh Linh của Chúa đem lời của Chúa vào trong lòng chúng ta. Tại nơi đó chúng ta mới trở thành những kẻ vương phục, những kẻ yên nghỉ ở trong Đức Chúa Trời. Xin chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện.
Alleluia, cảm ơn Ngài. Hôm nay một bạn trẻ chia sẻ lời Chúa. Thì giờ này chúng ta cũng mời những bạn trẻ dâng lời cầu nguyện. Đầu tiên xin mời cô Imok dâng lời cầu nguyện. Sau đó mời một sư Phên ở Bình Phước dâng lời cầu nguyện về việc chúng ta suy gẫm lời Chúa buổi sáng hôm nay. Imok còn mở micro ra. Kính lạy Ba ngôi trời của chúng con. Cha ơi, buổi sáng hôm nay con đã dâng lời cảm tạ Ngài vì sự ban ơn, vì sự gìn giữ của Ngài từ tối hôm qua đến rạng sáng ngày hôm nay. Để ngày buổi sáng hôm nay trong phòng Zoom là chúng con được học hỏi lời của chính Ngài. Cha ơi, chúng con thật sự phước hạnh khi được nghe và học hỏi lời của chính mình Ngài. Như một nguồn nước, như một bắn của sự sống, nuôi dưỡng tâm linh của mỗi chúng con. Cha ơi cha, con cảm tạ Ngài vì tất cả mọi sự trong những ngày khó khăn này, trong những thời kỳ cuối cùng này. Con xin chắc rằng Ngài sẽ luôn ở cùng và gìn giữ chúng con và trên mỗi đời sống của chúng con. Xin Ngài hãy luôn ở cùng trên hết thảy con cái của Ngài. Và xin Ngài, cha ơi cha, buổi sáng hôm nay con xin dâng lên Ngài lời cầu nguyện đó là xin Ngài hãy thương xót đến dân tộc của con, dân tộc Sê Đăng của con nói riêng và toàn thể dân tộc Việt Nam của chúng con nói chung. Xin Ngài hãy ban ơn ở cùng, đặng mở mắt họ, những người chưa biết đến Ngài, đặng cho họ thấy và tìm kiếm và quay lại trở về ăn năn với Ngài. Cha ơi, vì ngoài Ngài ra thì thế gian này không có một người nào có thể giúp chúng con và cứu chúng con khỏi những tai họa, vì chỉ có một mình Ngài mà thôi. Cha ơi, con cảm ơn Ngài và tôn vinh cha nhiều lắm vì tình yêu thương lớn lao của Ngài, vì Ngài đã luôn yêu thương chúng con, và con biết ơn cha vì tất cả những điều đấy. Và buổi sáng hôm nay khi chúng con đang học hỏi lời của chính mình Ngài, xin Ngài hãy đóng ấn tất cả những lời thật của Ngài trên mỗi đời sống, trên mỗi tấm lòng của chúng con, để chúng con sống đặng bày tỏ tình yêu thương, và qua điều đấy đặng những người chưa biết đến Ngài sẽ biết đến Ngài qua đời sống của mỗi chúng con. Và con cảm ơn Ngài một lần nữa, xin Ngài ban ơn và chúc phước cho hết thảy tất cả quý vị mục sư và toàn thể anh chị em trong phòng Zoom có một buổi sáng và buổi sáng phước hạnh thì chúng con cùng mà suy gẫm lời của Ngài. Và con cảm ơn Ngài và tôn vinh cha nhiều lắm, và chúng con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Ngày không xa, Jesus sẽ trở lại. Hội tụ thiên dân từ các bốn phương trời. Xin trời vang lên kèn vua thánh liên hồi. Hội ngộ tại không trung, Ngài dẫn con về nhà. Tại nơi đó rền vang tiếng ca ngợi. Tiếng chim con bay ra trước ngôi.